Giá vàng SJC trong nước sáng đầu tuần ngày 27 tháng 5 nhích nhẹ theo giá vàng thế giới. Mặc dù giá vàng SJC đang giao dịch dưới 90 triệu đồng một lượng, nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới 17,8 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 9 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC giao dịch ở mức 87,6 triệu đồng một lượng mua vào và 89,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Doji niêm yết ở mức 87,6 triệu đồng một lượng mua vào và 89,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với cuối tuần. Giá vàng những 4 số 9 sáng nay cũng được các doanh nghiệp niêm yết giá không đổi so với cuối tuần. Cụ thể, tập đoàn Doji giao dịch ở mức 75,35 triệu đồng một lượng mua vào và 76,8 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty SJC niêm yết ở mức 74,8 triệu đồng một lượng mua vào và 76,5 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 27 tháng 5 giờ Việt Nam ở mức 2.338,7 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ so với giá chốt phiên cuối tuần qua. Mức giá này sau quy đổi tương đương 71,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC 17,8 triệu đồng một lượng. Vàng thế giới thấp hơn vàng những 4 số 9 khoảng 4,7 đến 5 triệu đồng một lượng. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ giá vàng nhích lên nhưng tuần qua, giá vàng vẫn ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần và là tuần giảm mạnh nhất trong hơn 5 tháng do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay giảm sau biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Biên bản này có đề cập khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn kéo dài. Hiện thị trường đang ngóng dữ liệu lạm phát với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Bởi tốc độ tăng như hiện nay, lạm phát hàng năm của Mỹ có thể ở mức 3%, hoặc vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Do đó, các nhà đầu tư nhận định Fed khó cắt giảm lãi suất trong tháng 6 này mà chỉ tiến hành một đợt cắt giảm vào cuối năm nay.